Có nghe chuyện cổ tích ngày xưa, Mỹ Đường con Hùng Dương Dạch Thúy đến nay mà vẫn chưa lấy chồng khiến vua lo. Mỹ à Mỹ ơi, con hãy kiếm ngay anh chồng. Ý cha là con phải bỏ game và bao nhiêu đàn em vui trướng. Sớm hôm cày boss nâng level, sắp lên top một cày chưa xong, không thể bỏ đâu mà. Con giờ U20 rồi nha, ở tuổi con cha đây đã nắm thiếp, nhưng chỉ còn mình con. Mỹ nương thương cha được không, hãy mau lấy chồng. Cha à, chớ có lo nha, con sẽ lấy chồng. Bà con ở lại đây nghe thái giám tôi đọc thông báo nè. Mỹ nương con cưng của vua, cần anh cao to đẹp trai làm lễ con vua hùng xương lắm nha. Chốt đơn hôm nay, nhanh chân nhanh tay. Bọn mày tránh ra hết coi, nhanh nào biến ngay cút ngay. Nghe nè, tao là Thủy Tinh, tên tao vàng khắp bốn phương. Thế à, thì đã sao, nobody care, có muốn đâu không. Tết tiếp xì gọi anh ông vua biển cả. Cứ show tiếp đi để coi ai là diễn giả. Cớ sao Thủy Tinh ta vẫn đứng vững như vậy, với kỹ năng của đoàn Thủy thuộc hệ Thủy muốn quẹt ở trong đây. Mở đầu như dương chỉ lục bạch thần kiếm biến ảo và khôn lường. Xem đoàn thì tâm pháp bất minh thần công muốn đỡ phải đo đường. Thiên Long thần công kết liễu trong 3 giây. Mấy em gái phải trầm trọc oh wow khi Thủy Tinh ta ra tay. Chói em bằng con lươn, bèn sao dưới đại dương. Bơi lội là tài nghệ của anh, chỉ cần cười là em sẽ ướt em. Bao hải sản biển có bao ngư và gì cả. Bao nhiêu cú hiếp từ đất liền tới kỳ lạ. Tất cả biển đảo từ Phú Quốc tới Nha Trang. Bao cả viên bờ nếu em thích thì anh tặng. Nơi đâu bất bình, nơi đâu có sân tình, chẳng phải lòng tước mà cái năng tạo thông minh. Hồi bọn múa đau đâu dành cả tướng phương, chẳng tin trực quan nát cả lực của ngũ tạng. Lúc tới đau pháp chém sắc như là chém bùn. Mình thường tìm hình ảnh đến vấn đề cũng phải nhung, chắc các bạn nói thần cung. Đất đai, bạc ngàn, do sương tinh tới cai quản. Núi rừng, homestay, khu nghỉ dưỡng là tài sản. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 miếng đất chưa đủ cho ta quẩy. Đi đường quyền có tiền là vô đối, từ Đà Lạt, Đà Nẵng tới Hà Nội. Bao gỗ quý, bao vàng và mỏ bạc, đều có ta đứng tên sổ hộ khẩu. Chỉ còn đúng trong lòng của Mỹ Nương, chưa có chỗ đứng nên giờ đành phải đấu. Hỏi xem, có chắc yêu là đây, 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 đây. Có chắc yêu là đây, 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 đây. Đúng là kẻ tam lạng người nửa cân, ai cũng tài, ai cũng giỏi. Bây giờ muốn lấy được con gái của ta, hãy mang sinh lễ đến đây. Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Ai đem đầy đủ đến đây, hốt con gái của ta về. Ok. Dạ. Con voi nhà to ngồi bên đó đang ăn chùm nho xanh. Hương nào hương này ở ngay đây nè đại ca. Em biết có anh Thành Xanh, người chuyên bắt bao nhiêu loại thú hiếm. Hiếm nè, bắt nè chú em lên phường cùng anh. Sao kiếm không ra vậy ta, gà không có voi đâu ngựa không thấy. Chết rồi, thế là bye bye cô em mì nương. Ôi đám lâu la rừng sâu, làm sao biết tới công nghệ tiên tiên. Chỉ cần bấm vào muốn bao nhiêu con đều giao. Tới gia lành rồi nè, trình lên xin lễ ra đây. Sắp được chồng rồi nè, trời ơi rung quá đi cha à. Tới làm gì giờ này mà xính lễ chẳng có trên tay. Để mày nhục rồi tao cười, 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 ẻ trong quần. Dạ thưa ngài, hôm nay Thủy Tinh ta đã chuẩn bị đầy đủ những sính lễ mà ngài đã yêu cầu. Xin mời ngài thẩm định cho. Đầu tiên, voi chín ngà. Chóng mắt lên coi. Ủa, ngà đâu? Chủ,
Dạ chắc là có lỗi gì đó, nhưng mà xin mời ngài xem tới sinh lễ thứ hai ra chính cửa, xin mời. Ôi! Cái này gà móng đỏ mà ta. Hợp gu ngài không? Khoái ha, khoái ha. Dạ. Không không, đồ mày gu, đồ mày gu, không phải gu ta. Dạ thôi, dạ xin mời tới xin lễ cuối cùng, ngựa chính hồng mao. Tôi cam đoan cái này sẽ hợp ý mọi người. Cái gì vậy má? Hàng trên mạng kì vậy ta? Trả hàng chấm nó một sao? Trời ơi, sao kỳ vậy ta? Dạ, dù sao thì tôi cũng có lòng mà chuẩn bị xin lễ. Còn nó có gì, đúng không? Mày tính tay không cướp vợ hả? Ha? Dạ, kính thưa ngài, con vốn dĩ đã tìm được xin lễ mà ngài yêu cầu, nhưng con muốn chúng được sống bình yên trong tự do, nên con chỉ chụp hình lại thôi. Đạo đức giả. Mời ngài xem. Nếu như ngài phán con thua cuộc, con cũng xin chấp nhận. Tất cả im lặng. Dạ. Nghe ta phán luôn. Dạ. Người thắng cuộc trong cuộc thi này, dạ, là Sơn Tinh. Dạ. Ủa? Là sao? Sơn Tinh không những tìm được xính lễ ta yêu cầu, ngược lại còn có tinh thần yêu động vật, đúng là chàng rể mà ta mong muốn. Trời. Còn Thủy Tinh, ngươi là một kẻ lừa lọc, lừa gạt, chỉ biết dùng thủ đoạn mà thôi. Không, không. Phải có một trận đấu sinh tử mới phân bại được thắng thua. Đánh thì đánh. Tao ngán mày à. Dạ. Trong cha như núi Thái Sơn. Dạ, mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ôi, một lòng thờ mẹ kính cha, hai thằng đánh lộn tan quan chỗ này. Bây giờ hai thằng bay mà đánh nhau, kẻ thì nước dân, người núi lở, dân chúng lũ lụt làm than, chắc chết. Đúng rồi. À. Muốn đánh thì vào đây mà đánh nè. Cái này chỉ chơi được trên bờ à, lợi cho nó rồi. Anh thật sự ngu ngốc. Bây giờ Võ Lâm Truyền Kỳ đã mở rộng thêm hoạt động khám phá biển sâu. Ủa, đã vậy ta? Mày dám chơi không mày? Chơi thì chơi. Chơi thì chơi. Chơi thì chơi. Chơi thì chơi. Chơi luôn. Chơi mình 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 luôn. Chết mày nè. Chết. Chém mày nè. Trời đất ơi, đánh ta luôn hả? Đánh ta luôn hả? Không có, tôi quánh Sơn Tinh còn con gái đánh ông á. Tí tí tí. Trời đất ơi, quạt mày nè. Né nè. Chết cha nè. Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile này đã có thêm hoạt động khám phá biển sâu tại ngay trên App Store hoặc Google Play. Trời ơi, làm rồi nè, chỉnh lên xin lễ ra đây. Sắp được chồng rồi nè, trời ơi rung quá đi cha. Tới làm gì giờ này mà xính lễ chẳng có trên tay. Để mà nhục rồi tao cười, 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 tao cười